Chào mừng quý vị đến với tiết mục hỏi đáp về thuế với chuyên viên thuế vụ Hằng Lê từ Trung tâm Thuế vụ Hằng Lê. Chương trình này được phát hình trên đài Net Việt TV băng tần 16.6, phát hình khắp vùng B area. Rồi, Thanh Tùng chào nét Hằng Lê. Dạ, Hằng Lê, trước tiên Hằng Lê xin kính chào khán giả của Net Việt TV, kính chào anh Thanh Tùng. Rồi, dạ. Cái điều quan trọng mà anh Thanh Tùng biết là Trung tâm Thuế vụ Hằng Lê của em á, mặc dù mùa này là chưa bắt đầu vô mùa thuế nha. Dạ. Yeah. Mà sau anh tới Trung tâm Thuế vụ Hằng Lê của em, anh thấy em quy động nhân viên của em 100%, giống như sắp ra trận vậy đó. Dạ đúng rồi, tụi em đang ra trận đó anh Tùng. Đang ra trận á, mà trận này là trận làm low fee nè, là xin giảm nợ cho những cái người họ là họ hồi trước họ đã apply cái BB loan đó anh Thanh Tùng, thì bây giờ mình phải ra trận để mình giúp cho người ta, để mình cố gắng làm sao để cho người ta được giảm hết cái số nợ đó. Dạ. Rồi bộ nhiều cái đồng hương mình nhờ xin ghi danh để xóa nợ lắm hả? Nhiều lắm hả em? Dạ. Rồi và bên trung tâm mình giúp được không? Thì đó anh Thanh Tùng thấy rồi đó, thì phải giúp thôi chứ bây giờ không giúp thì không được. Mình bắt buộc mình phải giúp thôi, tại vì khi mà em thì anh biết cái tánh em rồi, ào ào, nhưng mà khi mà mình làm mình phải làm hết mình phải làm hết lương tâm cho người ta, tại vì bây giờ ai cũng khó khăn hết anh Thanh Tùng, thật sự ra là như vậy. Mà bây giờ mình làm ẩu tả hay mà mình làm cái gì đó mà mình không có đúng đó, thì tự nhiên mình không có feel good cho mình, tội khách. Nhưng mà vấn đề là khi quý vị tiểu thương nhờ em xin xóa nợ đó, dạ, thì Trung tâm Thuế vụ Hằng Lê mình có xóa được nợ cho bà con? Ồ dạ, nhiều lắm anh Thanh Tùng, nhiều. Được hầu như là 99% nha, em nói, tại vì có những cái nhà băng, ví dụ như US Bank là em biết là chắc chắn khi mà tụi em submit lên là US Bank apply liền, nhận liền, hay là rock những cái nhà băng mà của em mà em làm cho người khách của em á, chuyên của em á, thì họ cũng approve luôn. Chỉ có cái Bank of America thì họ khi mà submit lên rồi thì họ nói ok, họ đang review, nhưng mà khi họ không nghĩa là không được, là tại vì mình biết được là trước khi mà mình làm cái loan forgiveness là mình đã làm cái planner rồi, thì không thể nào mà không được hết. Chỉ có khi nào mà quý vị những cái người đó họ không trả lương nhân viên hay họ không trả đủ cái đó thì họ mới bị thôi, còn tất cả những cái người nào mà chậm hay sớm hay muộn thôi. Nhưng mà em cũng thương và em cũng cố gắng làm hết mình, tại vì mình BB loan forgiveness không phải là tới đó là làm, mà khi nào mà quý vị mà nhờ em làm BB loan forgiveness á, là em phải gọi, em phải mời người ta lên để em biết cái story của người ta như thế nào, lúc đó mình mới guide người ta, mình mới cái cách làm sao mà để mà forgiveness, chứ không phải là muốn ô tôi muốn cô Hằng làm BB loan forgiveness. Nó không có làm, phải ngồi với em khoảng 1 tới 2 tiếng để em coi cả giấy tờ, rồi khi nào thiếu cái gì thì em bỏ sung vô, em chỉ cho người ta làm, còn đủ cái gì thì ok. Yeah. Thưa quý đồng hương, thưa quý khán giả, cho Thanh Tùng được là phải dừng lại chút xíu. Yeah. Giải thích cho bà con của mình, PPP loan có nghĩa là chương trình Paycheck Protection Program, người Việt mình gọi tắt là PPP, thậm chí người Mỹ không gọi tắt là PPP. Yeah. Đây là một trong những chương trình hỗ trợ dành cho quý vị tiểu thương, chủ nhân có các cơ sở thương mại dịch vụ. Yeah. Nó cùng với EIDL đó là hai trong số những chương trình mà cơ quan SBA. SBA là chữ viết tắt của cơ quan hỗ trợ tài chính cho giới tiểu thương. Yeah. Của liên bang hỗ trợ, và nó cũng là kết quả của đạo luật CARES Act trị giá hơn 2.200 tỷ Mỹ Kim mà chính phủ liên bang đã thông qua để giúp đỡ cho dân chúng trong cơn đại dịch Covid-19. Thì PPP loan là chương trình vay nợ, mà được gọi là chương trình vay thì mình phải trả, đã có vay thì phải có trả. Tuy nhiên riêng với PPP loan thì quý vị có quyền để ghi danh xin xóa nợ. Nợ thì phải trả, nhưng riêng PPP mình được quyền ghi danh để xin xóa nợ. Và đây là lúc mà Trung tâm Thuế vụ Hằng Lê đang giúp cho rất nhiều bà con tiểu thương của mình ghi danh xin xóa nợ. Điều kiện để xóa nợ là sao? Dạ thưa anh, nếu mà quý vị dùng ít nhất là 60% trả cho lương nhân viên và 40% trả cho utility, tiền trả cho điện nước, gas, tiền điện thoại và tiền rent và tiền mướn chỗ đó, thì quý vị sẽ được xóa nợ. Nếu mà quý vị khai cái đó cộng lại cho quý vị mà quý vị bằng cái số tiền mà quý vị mượn nợ thì quý vị sẽ được hoàn toàn xóa nợ cái đó anh Thanh Tùng. Dạ. Cái điều kiện là như vậy. Dạ. Theo em, cái đánh giá riêng của em thôi. Dạ. Điều kiện đó có phải khó khăn quá không? Theo em, đánh giá riêng của em, cái điều kiện đó không khó khăn. Dễ, tại dễ
Nhưng mà anh Thành Tùng biết không, tại vì tiền rent là vốn dĩ thật sự ra chủ nhân cái người, những cái người mà lên, những cái người mà cho mướn họ không có, họ vẫn bắt những người chủ phải trả rent đàng hoàng, rất dễ lắm. Cái mà em bị những cái cơ sở thương mại hơi bị ở đây là có những cái tiệm họ không, họ vẫn trả rent nhưng mà họ không có trả nhân viên. Họ không có trả nhân viên thì cái lời ta, câu hỏi ở đây là quý vị có được xóa nợ hay không? Vẫn được xóa nợ, nhưng mà cái tiền mà thí dụ như nó chỉ xóa nợ cho quý vị cái tiền rent thôi, còn cái tiền trả nhân viên quý vị vẫn phải trả, nếu mà quý vị không dùng đủ quý vị vẫn phải trả lại. Thì cái nào được xin được cái nào thì hay cái đó. Nếu mà mình xin mà mình đã chấp nhận cái mà ok tôi chỉ nhận trả tiền rent thôi mà tôi không có được trả tiền nợ, tiền payroll, trả tiền lương nhân viên, thì lúc đó là thì mình được cái xóa nợ cái phần trả rent thôi. Còn tiền nhân viên thì mình cũng phải trả 5 năm và trong tiền lời 1%. Trong trường hợp mà mình đã có hưởng được chương trình PPP loan trong thời gian vừa qua, nếu mình không làm đơn, không ghi danh, không gì hết, mình có được xóa nợ không? Dạ không, anh xin Thanh Tùng, nó sẽ tới cái ngày đáo hạn cái loan, cái đáo hạn đó. Đáo hạn là ngày nào? Là thưa anh là một năm sau khi mà anh mượn cái loan đó. Thì cái ngày đáo hạn đó cho tính bắt đầu từ ngày mà mình nhận tiền vô trong tài khoản ngân hàng của mình. Thì là tính từ cái ngày mình apply. Tính từ cái ngày mà mình nhận vô tài khoản ngân tiền hàng tiền nó vô mình. Tài khoản ngân hàng của mình một năm về sau là đáo hạn. Dạ đúng rồi, đó là lý do tại sao mà thường thường em kêu cái người mà BB loan, những cái người khách của em hay là những người nhờ em làm cái BB loan forgiveness đó. Tại vì dĩ nhiên ngân hàng nó sẽ gửi cho quý vị một cái link vô, thì khi đó ví dụ Chase nó sẽ gửi cho quý vị cái link để ready to làm cái loan, hay Cross River hay First Bank Upperlake á, thì nó sẽ gửi cho quý vị một cái link để quý vị nhận được cái đó thì quý vị ready to làm. Chỉ có một cái ngân hàng mà chưa gửi ra và chưa có cái gì hết mà đã gửi ra error và xin lỗi, đó là Wells Fargo. Wells Fargo hoàn toàn chưa gửi. Nếu mà quý vị hiện giờ đang ở Wells Fargo nha, quý vị patient một tí xíu, chưa có được cái link đó đâu, không có ai có. Bằng America quý vị đáo hạn cái nợ quý vị 24 tuần, bằng America đã gửi ra rồi, Jay cũng đã gửi ra rồi, tất cả những cái ngân hàng đã gửi ra, Citibank đã gửi ra rồi, nhưng mà chỉ có Wells Fargo chưa gửi. Anh chàng này chậm, cái gì cũng chậm hết. Mình kiên nhẫn mình chờ. Anh cho Thân Thùng hỏi thăm cô Hằng Lê là trong trường hợp mà mình là chủ nhân, là tiểu thương, mình đã được vay cái chương trình PPP loan. Bây giờ tới thời điểm mà mình làm hồ sơ để mình xin xóa nợ cái chương trình đó, mình có thể tự làm được không? Tại sao mình không tự làm mà phải nhờ tới một trung tâm, ví dụ Hằng Lê? Em nói thật với anh Tùng, nó tự làm được nhưng mà nó rất nhiều thứ. Nếu mà anh, nó sẽ hỏi rất là nhiều, hỏi cái qua tờ, nó hỏi 941, DE9, DE9C của First, Second, Third and và tất cả những cái bank statement. Anh Tùng biết không, anh cần phải upload everything, là những tất cả upload payroll report nè, rồi 941 của những cái quý mà mình không có cần phải xin nữa đó, thì mình cũng phải download, mình phải upload lên. Mà nếu mà quý vị nhìn thấy cái đó là quý vị nhức cái đầu rồi, đậu quả nhập ma rồi. Thôi thay vì để mà tôi làm vậy thôi, tôi không có mà bị, chưa chắc là đúng nữa anh Thanh Tùng, tự làm thì sai nữa, thì thôi tại sao không có nhờ cái văn phòng này làm hay văn phòng kia, họ kinh nghiệm họ làm. Khi mà họ nhìn đó họ biết cỡ gì rồi, họ biết cái gì, họ download rồi, họ upload ra. Chưa kể là những cái mà computer thường họ cũng có, nó không có upload, không có PDF, không này nọ nữa anh Thanh Tùng. Rồi mình cũng không biết lý do, tại vì nó không có phải là một hay hai câu hỏi, nó còn cả chục câu hỏi là lý do tại sao mà quý vị không có hire đủ nhân viên. Lý do mình phải giải thích nữa, nếu mà mình trên 50.000 mình phải giải thích, mình phải giải thích lý do tại sao. Rồi có những câu hỏi mà mình không biết trả lời thì nó sẽ disqualify cái loan của mình. Đó mới là lý do vì sao mà trung tâm dù hàng Lê là nhận giúp cho cái đồng hương của mình. Em đã giúp được cho bao nhiêu, em có thể đưa một cái dự đoán đó, bao nhiêu phần trăm trong số những khách hàng tới với trung tâm Dọn Lê đó mà nhờ và được xóa nợ PPP loan trong thời gian vừa qua? Hồi hôm qua 20% không, 30%? Hôm qua được khoảng 20-mấy% rồi đó anh xin anh. Tức là cứ 100 hồ sơ thì được khoảng 20-mấy hồ sơ được xóa nợ. Đúng rồi, hầu như á anh Thanh Tùng.
tức là xóa mà xóa được 20%. Ý anh Thơ Tùng nói rằng là hễ mà 100 hồ sơ mà tới với trung tâm của Hằng Lê nhờ giúp xóa nợ thì bao nhiêu hồ sơ được giải quyết? Bây giờ hiện giờ nha, hiện giờ trong tay em vẫn còn rất là nhiều hồ sơ đang cần phải đợi làm, nhưng mà hầu như là tất cả những cái hồ sơ mà họ tới với em á là được giải quyết hết rồi anh Thanh Tùng. Approve. Vậy là 100%. Dạ. Ê, anh Tùng nhớ bữa anh Tùng tới văn phòng em nói em mừng quá, em nói anh Tùng ơi em mới upload lên được cái này mà nó đã approve rồi trong vòng có chưa tới 24 tiếng, bây giờ là trong vòng có 3 tiếng đồng hồ thôi. Và có một cái anh này ảnh cũng tội nghiệp lắm, ảnh là Uber, ảnh lái xe thì em xin ảnh được 4,000 mấy 5,000 gì đó, xong rồi ảnh mới trở lại em trong vòng có 45 phút. Bé Kim là cái người mà làm upload hết document lên trong vòng 45 phút là có kết quả luôn, có kết quả luôn, kết quả liền đó. Dạ. Bây giờ thì cho Thanh Tùng được giới thiệu với quý vị, nếu quý vị là tiểu thương và quý vị cần giúp đỡ xóa cái món nợ PPP loan đó thì cho Thanh Tùng giới thiệu liên lạc với trung tâm thuế vụ Hằng Lê. Địa chỉ đang hiện trên màn hình, 621 đường Tholey Road, kế bên cạnh Hồng Minh Travel, gần góc ngã tư của đường Tholey Road và đường Center Road thành phố San Jose. Số điện thoại cũng đang hiện trên màn hình, quý vị gọi để làm hẹn 408-279-5843. Rồi, cảm ơn thời gian của Hằng Lê, mình hẹn gặp với bà con của mình lần tới. Dạ, cảm ơn Thanh Tùng, cảm ơn quý khán giả đã nghe. Hẹn gặp quý vị trong tiết mục Hỏi Đáp Về Thuế với Hằng Lê kỳ tới.